Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: Tóc Tiên nhảy bốc lửa khoe ngực đầy gợi cảm trong váy ôm sát. Trong chiếc váy quay ôm sát gợi cảm, Tóc Tiên đã khuấy động không khí bằng vũ điệu cồng chiêng nổi tiếng. Tham gia một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh vào dịp cuối tuần, nữ ca sĩ Tóc Tiên đã khuấy động sân khấu bởi màn trình diễn sôi động và bốc lửa. Diện chiếc váy ôm sát khoe vòng một gợi cảm, nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi sự trẻ trung tươi mới. Với sự hỗ trợ của vũ đoàn, Tóc Tiên tự tin trình diễn ca khúc Ngày Mai. Dù đang mặc chiếc váy quay ôm sát, nhưng nữ ca sĩ vẫn hào hứng thể hiện vũ điệu cồng chiêng đình đám. Liên tiếp những tràng vỗ tay cổ vũ đã vang lên trong suốt thời gian Tóc Tiên đứng trên sân khấu. Tóc Tiên trình diễn ca khúc Ngày Mai dưới sự hỗ trợ của vũ đoàn. Dù diện váy quay ôm sát cơ thể, nhưng giám khảo Việt Nam Idol Kids vẫn vô tư nhảy múa. Vòng một đầy đặn của Tóc Tiên cuốn hút ánh nhìn từ người đối diện. Nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống, công việc hiện tại của mình khi cùng MC giao lưu. Tóc Tiên hiện đang là một trong ba giám khảo của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam nhí. Trên ghế nóng của chương trình, cô gây ấn tượng bởi phong cách chuyên nghiệp và những bình luận nhận xét tình cảm nhẹ nhàng. Vừa ra mắt MV Phụ Nữ Là Để Yêu, Tóc Tiên cho biết cô đang tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc. Với vẻ ngoài rạng rỡ, vóc dáng gợi cảm quyến rũ, Tóc Tiên đang là một trong những nghệ sĩ trẻ được giới truyền thông và các nhãn hàng săn đón nhất hiện nay. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.